nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý và các bạn học viên đã về tham dự với chương trình ngày hôm nay. Chúng em xin hứa sẽ hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, làm tốt theo những gì mà thầy đã giảng dạy để mỗi ngày trôi qua, chúng em học thêm được nhiều điều hơn. Là họ chỉ tránh trong người của họ có hai chữ thôi, một là chữ tâm, hai là chữ tinh sinh. Hiểu ra rằng là cái hành động đó mình đang ở một cái vòng cảm xúc, muốn chứng tỏ là mình với mọi người, là thể hiện mọi người ra bên ngoài. Ở đâu đó nó phải có một cái tâm, và ngay trong cái triết lý đạo của CEO nó còn có tâm, cái tâm.